tiểu sử hùng máu, lão đại giang hồ xứ thành. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Trong giới giang hồ nói chung, đặc biệt là những cá nhân tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen ở Thành Hóa, các tên hùng máu đã có tên tuổi từ bấy lâu. Ở thời điểm hiện tại, hùng máu không chỉ là đại ca mâm trên trong giới giang hồ mà còn là chung so trong giới hoạt động cho vay nặng lãi ở xứ thành. Tên tuổi đình đám với sự mạnh động, coi thường pháp luật trong thời gian khá dài Hùng máu đã khiến cho không ít bao nhiêu người dân trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa lâm vào cảnh khốn cùng, lao đào. Tuy nhiên, cho đến tháng 12 năm 2012, khi công an tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập chuyên án có quy mô lớn điều tra, báo cửa ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi của Hùng máu, thì hành trình gieo rắc tội ác của đối tượng này cuối cùng cũng phải dừng lại. Ông Trùm tín dụng đèn Với không ít người dân Thanh Hóa bấy lâu nay, cái tên Hùng máu gần như trở thành nỗi khiếp đảm Hùng Máu nổi danh là kẻ có số má trong giang hồ, là chung cho vay nặng lãi, là một ông vua con trong giới xã hội khi tự cho mình cách quyền sinh sát. Không giống như nhiều kẻ sống trong giang hồ, luôn lấy sức mạnh đao búa để khiến người khác phải e sợ. Hùng Máu còn biết tận dụng những đồng tiền trong tay mình để làm giàu bất chính và để người khác phải phục tùng mình. Hoạt động chủ yếu trong giới cho vay nặng lãi, nhưng Hùng Máu lại biết dùng y danh của giang hồ để đảm bảo cho công việc của mình được xuân sẻ. Tự đặt mình vào vị thế của kẻ có quyền Tự nghĩ ra những đạo luật riêng Trong việc đi ép siết nợ Trong khoảng thời gian chục năm trở lại đây Hùng máu đã khiến cho không biết bao nhiêu con người Lâm vào cảnh khốn cùng Hùng máu tên đầy đủ là Đỗ Xuân Hùng Sinh năm 1946 Nhà ở số 300 đường Quang Trung Phường Đông Vệ, thành phố Thành Hóa Có tiếng là người giàu có Lắm tiền Ngôi nhà ba tầng nằm giữa khu phố sầm uất bậc nhất Hùng máu phần nào chứng minh được những lời đồn thổi của dư luận Căn nhà này cũng là nơi Hùng Máu dùng để thực hiện các cuộc giao dịch trong quá trình làm ăn của mình. Cách đây khá lâu, Hùng Máu đã được biết đến là một trong những kẻ có tiền và là đầu mối quen thuộc của nhiều người mỗi khi có nhu cầu vay tiền. Tuy nhiên phải đến giai đoạn sau năm 2000 thì việc làm ăn của Hùng mới bắt đầu phất lên nhờ vào vài hợp đồng cho vay bạc tỷ. Thực ra phải mất một thời gian khá dài, Hùng Máu mới tích cóp được số tiền đủ lớn để vươn lên thành ông trùm bên cạnh đó việc lấy số má trong giang hồ cũng chẳng hề đơn giản nên gần chục năm bước chân vào nghề hùng máu mới có thể khẳng định được tên tuổi của mình phương thức làm ăn của hùng máu bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại vô cùng phức tạp bất kỳ ai cần vay tiền tìm đến hùng đều được đáp ứng mọi nhu cầu vay thủ tục giao dịch rất đơn giản giữa hùng máu và người cần vay chỉ cần làm một biên bản cho vay tiền với số tiền cho vay và mức lãi suất điểm đặc biệt là trong bất kỳ cuộc giao dịch nào Hùng chỉ làm duy nhất một giấy vay và giữ lại. Người vay tiền chỉ biết mình đang chịu nợ của Hùng Máu. Ngoài ra trong tay sẽ không có bất kỳ loại giấy tờ nào. Mức lãi suất mà Hùng Máu áp dụng đều tính theo đơn vị triệu của số tiền cho vay theo từng ngày. Mức lãi suất thông thường mà Hùng Máu áp dụng là 5.000 đồng một triệu một ngày. Tuy nhiên cũng tùy vào từng người vay mà có những điều chỉnh lên xuống khác nhau. Khi mà con số này với số tiền của những người đi vay và số ngày chịu lãi, Số tiền thực tế của các con nợ phải trả sẽ tăng lên rất nhiều Chỉ sau một thời gian ngắn Nói chung là đáp ứng mọi nhu cầu cho vay Nhưng bất kỳ ai đến vay tiền của Hùng Máu Đều phải là những người có tài sản lớn Như nhà cửa, xe cộ, nhà xưởng Trong lúc giao dịch, Hùng Máu có thể chẳng cần thế chấp giấy tờ gì cả Nhưng khi đến hạn trả tiền mà con nợ không có Thì cả sẵn sàng thúc ép con nợ Phải mang tài sản ra gắn nợ Một thủ đoạn tận thu mà Hùng Máu áp dụng cho các con nợ là việc cộng dồn số tiền tính lãi. Thủ đoạn này được thực hiện bằng việc sau khi kết thúc mỗi đợt vay, nếu như con nợ không thanh toán, số tiền lãi sẽ được cộng dồn vào tiền gốc và được coi là tiền gốc để tính lãi. Hình thức lãi mẹ đẻ lãi con này đã khiến cho số tiền mà hùng máu cho con nợ vay sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Đội ngũ nhân sự chính trong tổ chức tín dụng đen của hùng máu đều là những người thân cận. Hai đứa con trai của gã là Đỗ Xuân Hiệp, tức Hiệp Máu, và Đỗ Xuân Hoàng, tức Hoàng Máu. Được nhận nhiệm vụ chuyên đi siết nợ Nhờ vào tính tâm của người cha có số má của mình Hiệp và Hoàng cũng nhanh chóng lấy được tính tâm Trong giới giang hồ xứ Thành Theo lời đồn đại của người dân Thành Hóa Hùng máu manh động, máu lạnh Tàn nhẫn một thì hai đứa con trai Phải là mười Hồ phụ sinh hổ tử Chỉ cần ba bốn con gã cũng đủ khiến nhiều người khiếp đảm Tuy nhiên trên thực tế Thì bố con hùng máu đã bỏ tiền ra Nuôi một đội ngũ đào búa khá hùng hậu Chủ yếu là những kẻ có tiền án tiền sự để dùng mỗi khi đòi nợ tuy nhiên không giống như các bằng nhóm thông thường gã không mấy khi tụ tập đám ong về này mà chỉ khi có việc mới gọi hoặc thuê theo kiểu thời vụ tiền bạc tiếng tầm sức mạnh đào búa đều có khiến hùng máu nghiễm nhiên trở thành một người có quyền lực trong tay với sự tính toán lọc lõi kết hợp với sự chống lưng của một thế lực đào búa tổ chức tín dụng đen của hùng máu dần vươn lên trở thành nơi cho vay nặng lãi khét tiếng ở xứ thành không chỉ có các cá nhân vay tiền Mà có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân Cũng tìm đến hùng máu để vay tiền Càng nhiều người đến vay Thì tài sản hùng máu kiếm được cứ tăng lên Như diều gặp gió Cho đến thời điểm khoảng năm 2012 Trong tay hùng máu có một lượng bất động sản Vô cùng lớn Kèm theo đó là một khối lượng tài sản khổng lồ Rất khó có thể kiểm kê được Cuộc đời sóng gió của ông Trùm Tiếng Tâm Công tác điều tra xác minh của cơ quan điều tra cho thấy anh em Hùng Thắng có xuất phát điểm khá chật vật, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, khi là thanh niên cũng tham gia nhập ngũ. Sau khi hoàn thành trách nhiệm, Hùng và Thắng trở về cuộc sống bình thường với nhiều lo toàn vất vả. Không nghề nghiệp, gia đình cũng không hề có nền tảng, nên cuộc sống trong giai đoạn trai trẻ của cả Hùng và Thắng rất khốn khổ, vất vả. Bản thân Thắng trong quá trình chiến đấu bị thương tật ở chân, nên cũng được hưởng chế độ của nhà nước. Tuy nhiên vì phải trang trải trong một gia đình lớn nên số tiền trợ cấp đó cũng chẳng thấm tháp vào đầu. Rồi Hùng thắng lấy vợ và có những cuộc sống riêng. Đối với Hùng, giai đoạn khi mới lấy vợ, nuôi con nhỏ có lẽ là quãng thời gian bĩ cực nhất đối với gá. Chẳng tìm được một công việc nào đó thật sự phù hợp ở thành phố. Để có tiền nuôi con, gã đã phải tới bệnh viện tỉnh để bán máu, để lấy tiền nuôi sống gia đình. Vài lần thành quen, gã và gia đình mình dần sống bằng nguồn tiền từ nghề bán máu. Cũng chính từ đây, cái biệt danh của gã cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng chưa thật sự đình đám mà chỉ đơn giản là một kẻ khốn cùng đi bán máu nuôi miệng. Sống ở thành phố thành hóa từ nhỏ, lại có lối sống du thủ du thực, nhưng vì chưa có số má gì nên gã chẳng thể làm được việc gì to tát để thay đổi cuộc sống của bản thân cũng như gia đình. Theo câu chuyện trong giới giang hồ xứ thành, thì cuộc sống của gia đình gã thay đổi vào giai đoạn sau năm 1990. Khi đó nhiều người bỗng thấy gia đình gã giàu lên một cách nhanh chóng. Không những có của ăn của để, mà thậm chí còn có tiền cho vay. Nhiều người đoán giả đoán non về việc gã đã trúng quả đậm nào đó. Tuy nhiên số đông cho rằng gã đã kiếm được sau những chuyến dấn thân vào bãi vàng. Chẳng biết nguồn tiền có được từ đâu, nhưng bắt đầu từ thập niên 90 của thế kỷ trước, gã đã có những hoạt động liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Tuy nhiên phải xác định vào giai đoạn khi hai đứa con trai của gã lớn lên, và lấy được chút ít số má trong giang hồ thì hoạt động cho vay nặng lãi mới bắt đầu phất. Ngày tháng trôi qua cũng có nghĩa là tài sản của gã được sinh sôi ra gấp bội phần. Từ một kẻ phải đi bán máu nuôi miệng, gã bỗng trở thành một kẻ giàu có, lắm tiền nhiều của, chuyên cho vay nặng lãi. Sự thay đổi trong cuộc sống của gã cho đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Tuy nhiên chỉ biết rằng từ khoảng năm 2000 cho đến nay, cái tên hùng máu luôn đi kèm với hàng tá những vụ làm ăn bẩn thỉu, chờ cháo gây bức xúc cho người dân. Việc duy trì hoạt động tín dụng đen trong một thời gian dài, phần nào đó nhờ vào những thủ đoạn rất kín kẽ của hắn, cũng như sự mất cảnh giác của nhiều người dân khi đã tìm đến nhân vật này để vay tiền. Những vụ làm ăn bẩn thỉu. Trong quá trình duy trì hoạt động của tổ chức tín dụng đen của mình, bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, Hùng Máu đã gây ra không ít những vụ làm ăn bẩn thỉu và kiếm được vô vàn tài sản. Có đến cả tá vụ làm ăn được Hùng Máu thực hiện một cách vô tiền khoáng hậu nhờ vào bản lĩnh giang hồ của mình. Trong dư luận đến giờ vẫn còn đồn đại về một vụ thâu tóm toàn bộ tài sản của một ông chủ gara ô tô lớn bậc nhất ở tỉnh Thanh Hóa mà hung máu thực hiện được. Theo đó khi người chủ gara ô tô kia tuyên bố mình phá sản thì rất nhiều chủ nợ đã kéo đến nhà để sâu xé tài sản. Ông cũng là một trong số các chủ nợ, không giống như nhiều chủ nợ khác. Hung máu không ồn ào đến nhà siết nợ mà tìm gặp ông chủ gara ô tô kia để đưa ra một biện pháp giải quyết việc phá sản. Số nợ gốc của ông chủ gara ô tô kia chỉ vài trăm triệu đồng, nhưng số tiền phải thanh toán thực tế đã lên tới hơn tỷ đồng. Biết rằng ông chủ gara ô tô kia đã hết khả năng thanh toán. Ông Trung này đưa ra cách giải quyết vấn đề là nên bán đấu giá công khai toàn bộ tài sản cho các chủ nợ tranh mua một cách công bằng. Số tài sản kiểm kê của người chủ gara ô tô kia bao gồm một nhà xưởng có diện tích nghìn mét vuông, mặt đường nằm giữa thành phố thành hóa, kèm theo 8 lô đất ở dự án đô thị mới ở huyện Tĩnh Gia thành hóa. Theo giá thị trường ở thời điểm đó, giá trị số bất động sản đó ngót nghét cả 10 tỷ đồng. Tuy nhiên Hùng Máu đã đưa ra các gợi ý cho ông chủ gara ô tô kia với việc sẽ được trả toàn bộ số tiền vay của các chủ nợ, đổi lại gã sẽ được hưởng toàn bộ số bất động sản kia. Một mặt Hùng Máu đàm phán với người chủ gara, mặt khác gã tìm đến từng chủ nợ để đưa ra vấn đề anh sẽ thay thằng chủ gara ô tô trả hết cho mọi người số tiền gốc. Đang đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền cho vay, các chủ nợ ngoan ngoãn nghe theo lời đề nghị của Hùng Máu. Số nợ của người chủ gara ô tô nhanh chóng được giải quyết nhờ nguồn tiền dồi dào của Hùng. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc này là khu nhà xưởng và số lô đất ở huyện Tĩnh Gia cũng được sang tên đổi chủ. So với khoản nợ hơn tỷ đồng mà Hùng phải trả, khu nhà xưởng và lô đất ở huyện Tĩnh Gia đã mang lại cho gã một khoản lời vô cùng béo bở. Vụ thôn tính gara ô tô bậc lớn nhất tỉnh Thanh Hóa đã khiến uy danh của Hùng Máu tăng lên bội phần. Tuy nhiên khi lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra bóc gỡ thì còn có vô vàn vụ việc với quy mô lớn hơn cũng được Hùng thực hiện một cách vô cùng ngọt ngào. Trong hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa có ghi lại rất rõ vụ làm ăn bẩn thỉu của gia đình Hùng Máu với một công ty HT có trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa. Cách đây gần 3 năm, do hoạt động kinh doanh thất bát, lãnh đạo công ty HT đã tìm tới gia đình Hùng Máu để vay nóng số tiền là 10 tỷ đồng khi đã không còn cách giải quyết nào. Cho đến thời điểm giữa năm 2012, khi công việc kinh doanh của công ty HT vẫn không có nhiều cải thiện, nhưng hạn trả tiền cho ông Trùm đã đến, thì mọi việc trở nên vô cùng căng thẳng. Theo tính toán của gia đình Hùng Máu, sau hơn 2 năm tính cả gốc lẫn lãi, số tiền công ty HT lên tới con số 20 tỷ đồng. Không thể lo nổi số tiền quá lớn này để trả cho Hùng Máu, dù đã khất nhiều lần Nhưng công ty này vẫn không nhận được sự đồng ý của chủ nợ Dĩ nhiên lúc này Hùng sẽ lại dùng chiêu bài cũ Là dùng luật rừng Một số tài sản như nhà cửa, xe cộ của công ty này Đã bị gã cho đàn em đến siết nợ Không thể chống lại được sức mạnh đào búa của Hùng máu Nên công ty này đành ngậm ngồi nhìn Hùng Lấy đi rất nhiều tài sản của mình Tuy nhiên đại diện phía công ty này cũng không dám làm đơn tố cáo vì trong tay không hề có tài liệu, chứng cứ nào cả vì giấy nợ đều ở trong tay của ông chùm này. Cùng một cách làm ăn kiểu bạm trợn, hùng máu khiến cho không biết bao nhiêu đối tác phải khốn đốn rơi vào hoàn cảnh đường cùng. Bản chất và cách sống hống hách còn thể hiện trong cách ứng xử của mấy cha con nhà Hùng trong cuộc sống hàng ngày. Điển hình nhất phải kể tới vụ va chạm xe của Hùng Máu với một người dân ở thành phố Thành Hóa xảy ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2012. Chỉ có một va chạm rất nhẹ nhàng mà gã bắt người va chạm với mình phải bồi thường lên đến 200 triệu đồng, dù bản thân gã chính là người có lỗi trong vụ tai nạn. Khi vụ va chạm xảy ra, ngay lập tức gã gọi điện thoại cho người nhà đến để giải quyết. Chẳng hiểu gã lấy lý do gì để đòi tiền người va chạm với mình, nhưng gã đã đưa ra số tiền là 200 triệu, khiến cho không biết bao nhiêu người phải choáng váng. Để mọi việc nhanh chóng giải quyết, gã đã cho tay chân của mình đến để uy hiếp gia đình nạn nhân để thúc ép việc đưa tiền gia đình người va chạm xe với gã thừa biết tính tâm của gã giang hồ này nên vô cùng lo sợ và cũng cố gắng chạy vậy nhưng cũng không thể lấy đâu ra số tiền quá lớn như vậy. Tuy nhiên, đối với công an tỉnh Thanh Hóa, việc gã uy hiếp người va chạm xe với mình đã như giọt nước làm tràn ly. Lực lượng điều tra đã buộc phải vào cuộc để xử lý đối tượng đã gây ra bao nhiêu nỗi đau khổ cho quần chúng nhân dân. Gã đã bị bắt ngay tại ngôi nhà ở phố Quang Trung của mình. Những đối tượng liên quan làm việc dưới trướng của gã cũng lần lượt bị xử lý. Riêng hai đứa con trai là Hiệp Máu và Hoàng Máu đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc. Từ những tài liệu sau vụ bắt hùng máu, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, bóc cỡ toàn bộ tổ chức tín dụng đen này. Chỉ gần một tháng sau khi gã bị bắt, Công an Thanh Hóa tiếp tục ra lệnh bắt giữ đối tượng Đỗ Xuân Thắng, tức Thắng Què, cũng là ông trùm của một đường dây cho vay nặng lãi, có tiếng tăm ở thành phố Thanh Hóa. Trên lý thuyết, tổ chức của Thắng Què không hề có liên quan đến tổ chức của Hùng Máu. Tuy nhiên, công an tỉnh Thanh Hóa đặt ra giả thuyết về sự liên đới giữa anh em Hùng và Thắng trong hoạt động cho vay nặng lãi và rất có thể Thắng chính là một nhánh lớn trong siêu tổ chức tín dụng đen do anh trai mình cầm đầu. Phá tan tổ chức tín dụng đen của Hùng Máu, bắt giữ Thắng Què, công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện một chuyên án có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống xã hội ở địa phương. Chuyên án Hùng Máu là một cú đánh mạnh vào giới tín dụng đen nói riêng và giới giang hồ nói chung, không những trong địa bàn của tỉnh mà còn của một số những tỉnh thành địa phương lân cận. Trên đây là tiểu sử Hùng Máu, lão đại giang hồ xứ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.